thì Kim Thanh Hoa xin được gửi đến tất cả quý Phật tử. Hôm nay cũng là ngày 11, nên là cũng là tiệc chay, cho nên Kim Thanh Hoa xin được gửi đến tất cả quý Phật tử một ca khúc. Đó là Phật tử thì chắc chắn ai cũng nhiều biết tới, đó là Kinh Chúa Đại Bi. Và hôm nay xin cho phép Kim Thanh được hát Kinh Chúa Đại Bi trên tờ tụ nhạc của Võ Tá Lâm. Và với một tiếng Kinh Chúa Đại Bi này, Kim Linh xin được hồi hướng cho tất cả quý hành khách có mặt tại nơi đây, cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều sống trong ánh sáng của nguồn thương thiên Phật ạ. Xin mời tất cả quý Phật tử cùng thưởng thức Kinh Chúa Đại Bi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.